Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và như anh em đang thấy thì ở bên cạnh của mình chính là tất cả các thành viên của Hero Team. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè mình đã mời tất cả thành viên của Hero Team vào trong đây để chơi chung với mình một con mini game, một con map mini game khá là vui bạn ạ. Đấy, thì map mini game này có tên là gì? Đó chính là Trốn Khỏi Lava mọi người ạ. Nghe có vẻ hấp dẫn không? Đó chính là ở trên đầu chúng ta sẽ có lava chảy trên đầu chúng ta chảy xuống dưới, và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm mọi cách để có thể sống sót, làm sao sống sót cuối cùng, hiểu không? Mấy bạn được quyền, đúng vậy, mấy bạn được quyền đập nhà, đập cửa, đập cây, đập hết mấy cục này nè, để mấy bạn có thể trốn khỏi lava, mấy bạn có thể lắp thành một cái ngôi nhà thật là to để bạn trốn trong đó chẳng hạn, hoặc là mấy bạn có thể quýnh người khác cho người ta rơi xuống lava cũng được. Miễn làm sao để mấy bạn có thể là người sống sót cuối cùng thì mấy bạn sẽ là người giành được chiến thắng, hiểu không anh em? Hiểu đúng không? Rồi, thì phần thưởng cho cái cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay sẽ là gì? 3 triệu đồng. À đùa thôi, chúng ta sẽ chơi với nhau khoảng 3 trận và mỗi trận sẽ là 1 triệu phần thưởng nha các bạn nha. Đấy, đó là phần thưởng nha anh em. Đấy. Và có một cái điều đặc biệt ở đây nè các bạn ơi, là hôm nay á mấy bạn sẽ được xem màn hình của tất cả thành viên của Hero Team luôn, chứ không phải có một mình đâu nha. Nếu như bạn nhìn ở bên góc bên phải ở phía trên đó, mấy bạn có thể thấy đó chính là mặt của mình đúng không? Thì khi các bạn thấy á đổi màn hình, các bạn thấy cái mặt của ai trên đó, có nghĩa là đó sẽ là cái màn hình của người đó. Chẳng hạn như nó đổi qua Mr. Dịch đi thì sẽ là màn hình của anh Mr. Dịch, các bạn hiểu không? Đổi qua Simmy thì sẽ là màn hình của Simmy, để các bạn có thể quan sát được tất cả mọi người đang chơi game như thế nào luôn. Đó, rất là hay luôn nha. Còn bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Rồi ok, bây giờ tất cả mọi người đã sẵn sàng rồi đúng không? Bây giờ nha, mọi người nhìn ở trên đầu chúng ta kìa. Ở trên đầu chúng ta là gọi là không có lava đúng không? Bây giờ tôi cho cần nhấn cái nút này, tít là ngay lập tức lava sẽ đổ trên đầu chúng ta đổ xuống. Tiếp tục. Rồi, nhiệm vụ chúng ta là phải đi đập mấy cái block này, kiếm thật là nhiều block để có thể sinh tồn, làm sao trốn khỏi cái đống lava này, mọi người hiểu không? Ok, tôi đào đất nè. Ok. Bấm chưa? Ấm rồi. Lava đang đổ kìa ông nội. Đang xuống kìa. Okay. Xuống nhanh dữ vậy? Xuống nhanh chứ. Ủa, được quyền đánh nhau mà chị. Được quyền đánh nhau, chị vô đây là chúng ta đánh nhau. Mà trong cuộc chơi tự chiến lần này không được đi phép đem chị tình cảm vô đây, chị hiểu không? Đúng rồi, yeah. Không được phép đem chị tình cảm vào đây. Ok, nên mình quyết định sẽ đánh Phong Cận. Mày đánh tôi không? Ây, cái xin quấn luôn cho mọi người. Chạy đi, là lava nó đổ xuống tới nơi kìa, mọi người đứng đó mình lo đánh nhau. Nó xuống tới nơi kìa. Kiếm chỗ ẩn nấp rồi, chưa. Ok, chúng ta chiến thuật cũ thôi. Oh no, Kai ơi, lava đổ xuống kìa. Ơi Kai, bây giờ mình ngủ trong nhà đi anh em. Bây giờ anh em mình bắt tay nhau đi. Đã có chỗ trốn rồi. Phong. Nhìn mình nào. Kìa Kai. Trời ơi, cái đó bố gô bất tử chết rồi. Cái đó ăn bố gô bất tử nha. Camui bị cái đó đẩy xuống lava rồi. Xong rồi. Em ở đâu của mình nữa? Theo dõi em nè Mui, theo dõi em nè, tuyên bố tôi bất tử luôn. Đang lan vô nhà không ơi, đang lan vô nhà nè. Bình tĩnh, bây giờ chúng ta phải, nhiệm vụ chúng ta phải đào thật là nhiều block phải không? Phải thật là bình tĩnh. Ok. Tôi sắp hết bình tĩnh rồi mọi người ạ. Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy chỗ mình với Kyron núp có hợp lý hay không? Ở trong đây tha hồ mình núp đó, lava dù nó chạy nhanh đến cỡ nào thì bọn mình vẫn có thời gian để sống sót. Đấy, ok, cái dập lửa. Ok, để mình dập. Đúng rồi, mình phải dập lửa. Thấy kìa, trời. No, bắt đầu cháy to ra rồi các bạn ơi. Ê, cay, bây giờ bọn mình xây cho bọn mình một cái vòng tròn thật là to. Bọn mình núp vô trong đó, hiểu không? Nhanh lên. Lấy hợp. Xây cái vòng tròn to. Trời ơi, toàn đồ dễ cháy không à, trời. Dậy xíu nha. Tất nhiên là phải đồ dễ cháy với anh chứ đồ khó cháy thì chơi chi vậy? Đúng rồi, đồ khó cháy chơi chi nữa. Ok. Tôi thấy Mr. Việt đang tự thủ trong một cái ngôi nhà nè. Đó, tôi là mình. Trời ơi, cưới cái đồ mình nhà nó bắt trời. Ờ, chui vô. Chú vô. Ok, Camui. Rồi lắm rồi, sợ quá ta, mình đâu cần làm gì đâu, mình hơi bị nhàn luôn anh em. Thôi kệ ông, nói gì quá, kệ ông. Ủa, Sammy thì đang cố gắng gọi là để chạy. Lắp dày lên cây, lắp dày lên. Ok. Còn Phong Cận và Kyron, Phong Cận và Kyron tại sao lại chơi hai người với nhau này, phải đánh nhau chứ. Ủa, bọn em thích.
Phải đấy, phải. Còn em thích chứ kệ bọn em. Lấy chết chùm gì không sao đâu. Leo lên cây coi chừng nó cháy bên dưới là cây rơi xuống bên dưới luôn á. Ok. Mọi ui cây ơi, cây cây, bạn có để ý gì không? Tôi nghe được tiếng lava đang cháy bên ngoài rất là nhiều. Thôi giờ mình ngồi trong đây mình kể chuyện cho nhau nghe không ơi, hoặc là hát cho nhau nghe đi. Ừ đúng rồi, thôi mình ngồi chạy kể chuyện lava đi. Đồ xanh nó cháy kìa. Ủa? Ủa giờ tôi không biết mọi người bên ngoài đang như thế nào á. Phải là uống rượu nào độc nhỉ? Ok. Mimi chết rồi. Mimi chết rồi. Oh. Lấy một cái hàng rào để lên trên đầu là an toàn. Cái đó mình mong rồi. Trời ơi, chạy. Trời ơi, không. Chạy. Trời ơi, chạy. Là ba chuyện vô, là ba chuyện vô, lắp lại. Tôi đã xem được cả hai người nghe, rồi đó. Nghe, không, nó chạy xuống là biết. Đi đây. No. Ô mấy bạn ơi, tôi chết rồi. Chết chùm nữa không ơi. Chết chùm luôn mấy cây chứ. Ê, giờ còn mít tơ dịch này, để con mít tơ dịch. Ủa, dịch sao vậy? Còn dịch với Sigo thôi, còn dịch với Sigo thôi. Rồi xong rồi, nó chảy rồi, trên đầu chảy rồi, cái đây, chảy rồi. Chết dịch rồi, chết dịch rồi. Chết dịch rồi, chết dịch rồi, chết dịch rồi, chết dịch rồi. Cái gì vậy, cái môi chỉ bị cái gì vậy môi? Không biết, mình thấy nó làm thế là mình làm thế. Môi chỉ cái gì vậy môi? Ủa, nó làm gì vậy? Không bao giờ cháy luôn nha các bạn. Ủa ông Rôn làm gì mọi người? Rôn cướp sao vậy? Cửa à, Rôn cướp cửa, trời ơi hay nha. À, cửa không cháy. Thì ra là cửa không cháy được các bạn ơi, cho nên là Siro núp được. Trời ông Rôn thông minh dữ ta. Thôi không sao, chúng ta tiếp tục màn tiếp theo nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, thì trận đầu tiên thì các bạn có thể thấy là anh Siro đã là người giành được chiến thắng rồi các bạn ạ. Trời ơi cay quá, không phải là mình, thật là tức quá đi mà. Ok không sao cả, chúng ta vẫn còn hai trận nữa bạn ơi. Vậy là Siro thắng được trận 1 rồi nha. Trận 2 là nhất định mình phải thắng. Ok rồi bắt đầu nè mọi người ơi, chuẩn bị ra ba đổ xuống nè. Wow, lava đổ xuống rồi. À mà khoan, từ từ nha. Tôi nói này nha, luật chơi là một người không được núp ở gọi là một chỗ quá hai lần nha. Hiểu không? Đây, chỗ mới. Nhiều chỗ nó mới hấp dẫn mọi người, đúng hiểu rồi, không? Rồi, mình phải núp ở nhiều chỗ nó mới hấp dẫn. Ờ khoan từ, chết rồi, mình núp trong nhà đi, mình đào đất để mình giữ mấy ngôi nhà lại, mình núp trong nhà các bạn ơi, quên mất. Ok. Giờ cái trận này cây quyết định là cây không đi đập nữa, cây hay đi phá. Cây mình sẽ chịu cây. Một tí đó anh em ai mà thấy cây ron nhà vô quýnh cây ron cho tôi nha, quýnh rớt xuống lava nha. Ê hình như trận trước là cây ron quýnh Camui rơi xuống lava đúng không? Ờ đúng rồi. Ở trận đó tính ra mình đánh lén luôn các bạn. Cây thật sự. Ê cây ơi, bạn có thể nào để im cho mình đi kiếm block đúng phá hoài. Oh no, nó xuống tận đầu mình rồi. Chạy vô nhà của ngôi nhà luôn. Ui ngôi nhà chạy vô ngôi nhà vô đây, chạy vô ngôi nhà. Còn đến cây. Ủa chỗ nào vậy, nhà cửa chỗ nào vậy? Tại sao dịch mất cửa lại? Tại sao dịch lại mất cửa lại? Con không được đi coi luôn. Chạy vô ngôi nhà vô đây, chạy vô ngôi nhà. Còn đến cây. Ủa chỗ nào vậy, nhà cửa chỗ nào? Ôi trời ơi. Không gặp đi coi luôn. Ây da. Anh chơi mất dạy các bạn ơi, anh dịch khóa cửa lại không cho mình vô, mình chết đầu tiên luôn. Rồi, cho mình lên coi. Mình với lại mình với Cabo đứng chung cái chết chung luôn bạn ơi. Ủa mày ơi, gì vậy? Mày mày. Chiến lược đây nè. Dịch chơi, dịch khóa cửa chứ không cho mình vô. Phong là tính chạy vào cái nhà anh chả lắm. Dịch chơi kỳ quá, dịch chơi okay. Thôi không sao, Phong theo dõi nè, cắt ăn survival nè. Game này win cho coi. Ok, dịch win chi tiền cho em. Ủa, đứng chung với Mimi nè mọi người. Không, chơi nhốt ta ngoài, chơi lúc chạy. Phong khóc một trăm luôn. No. Ok, Simmy hiện tại cũng đang núp ở trong nhà các bạn ơi. Trời ơi, cố anh Sim ơi. Sao tôi thấy cái nhà của Sim nó cháy gần hết rồi Sim? Gì cả vậy? Không biết nữa, sắp hết rồi. Nhà Sim một đúng cái nền. Mọi người không biết đâu Rô đang ngồi quẩy ở trong cái nhà này luôn đó mọi không, người. Không chị, em đang ngồi đây, em canh em đập lửa, không biết gì hết. Đúng rồi. Anh em hát từng người quẩy. Phải canh đập lửa nha, canh đập lửa 24/24 luôn á. Đây các bạn đang thấy là ông Siro đang quẩy Vina Hay ở trong nhà các bạn ơi. Mình không thấy ông dập lửa chỗ nào, ông đang quẩy Vina Hay có dập lửa gì ba. Sao. Rồi xong mèo Simmy rồi. Mèo Simmy bắt đầu, cái nhà của mèo Simmy bắt đầu nó đang tan thành mấy khói. Simmy bắt đầu kiểu ủa trời ơi. Em xong đó. Hãy về thiên đàng với cây đi em ơi, cây đi rồi. Kẹn lên đàn nè. Kệ ông chứ, ông lên ông chơi mình với hoài la như ta cục mây đây. Trời ơi, tôi phải thắng trận này.
Game này phải nguy hiểm nó mới vui chứ anh. Anh chưa thấy mèo Simmy đang nhảy tưng 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 ở trong cái hố này, đang chống ba ba. Bác ơi, bây giờ đến lượt vịt cũng phải biết ai rồi. Người ta không có quẩy mà người ta đập liên tục để có lửa cái là dập luôn, bạn hiểu không? Đấy là kỹ năng. Đó là người chơi thấy kỹ năng các bạn. Người ta tập trụt liên tục để người ta ai người ta dành nó một quẩy biết đấy. Ồ, hiện tại là đang còn Mimi nè, Mọc Nhãn nè, với lại mèo Simmy và Mr. Dịch vẫn còn sống. Bốn người vẫn sống. Mimi thông minh đó bạn ơi, bạn nhìn nè, Mimi đặt một cái cây gì ta, cái này là cái hàng rào ở phía trên đầu. Và Mimi đứng ở trong cái hàng rào đó, đặt liên tục. Ui, hợp lý nha. Nãy giờ thấy sim chật vật trong nhà rồi. Thấy Mimi đang kiểu đang đập liên tục rồi. Đang đập liên tục rồi. Sao vậy? Ui, lửa cháy vô tới người vậy. Chết rồi. Ôi không. Rồi, sim. Chào mừng sim đến với thiên đàng với cây. Anh Mr. Dịch vẫn đang dập lửa trong gọi là vô dầu. Dập lửa trong điên cuồng nè. Dịch dây điện đang cố gắng dập lửa bạn ơi. Ôi, dưới chân kìa dịch. Dưới chân kìa coi chừng. Dịch vẫn đang đào thêm block, nhưng mà dịch vô tình đập hết block dưới chân mình đi. À, dưới chân. Dưới chân chạy mọi người. Ui. Cố lên đang chạy luôn. Cố lên. Chỉ còn Mr. Dịch và Mimi còn sống thôi. Cố anh Dịch ơi. Em nhìn nào rồi. Xong rồi. Lava đổ xuống người Dịch để bạn ơi. Xong rồi. Mimi xong rồi. Cố lên. Ai sẽ là người chiến thắng? Mimi hay Mr. Dịch là người giành chiến thắng đây. Cố lên. Căng thẳng thật sự luôn á. Căng thẳng quá. Dịch ơi, coi chừng dưới chân Dịch. Coi chừng dưới chân nha, dưới chân nó mà cháy là Dịch ra xuống dưới. Dịch Mimi đang cố gắng. Ui, luôn bây giờ phải trôi luôn không ơi. Nguy hiểm quá mọi người ơi, cứu. Biết tại sao Mimi đỡ khổ vậy Tom? Tại vì ở trên đầu và dưới chân Mimi là cái cây hàng rào chứ không phải là cái lốc len mà nó cháy lâu hơn. Vâng, Mr. Dịch đã rơi xuống lava rồi bạn ơi. Vậy là trận này Mimi đã là người giành được chiến thắng nha bạn nha. Xin chúc mừng Mimi. Cái đó là nghiệp của cái dịch. Thôi mấy bạn ơi, trận vừa rồi thật là quá là xui xẻo đối với Phong luôn. Mới vừa vô thôi là đầu trận thôi là Phong đã chết đầu tiên rồi. Cay ghê luôn á. Tất cả tại anh Dịch khóa cửa lại không cho mình vô. Dịch thật sự luôn á. Ok bạn ơi, nhưng mà không sao, anh Dịch dù gì thì anh Dịch cũng không là người giành chiến thắng. Cái đó nó gọi là nghiệp cuộc, các bạn hiểu không? Quả táo, người ta gọi là quả táo lực, không chừa một lực ai. Lực hoa quả. Lực hoa quả đúng không? Đầu mà sao bạn đập lóc hết rồi, đập lại. Chưa bắt đầu mà đập block rồi. Người ăn vàng, ăn vàng. Sao đây vậy? Tại Mimi. Ủa con gì đây vậy? Sao có phù thủy vậy? Ủa sao có phù thủy đây? Ủa? Chưa bắt đầu. Sao mà tự nhiên có phù thủy ở đây? Thôi, sao tí mình bắt đầu tí là đốt hết mà. Ok, rồi vô nào. Rồi chuẩn bị nha, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nha mọi người. Đây, tôi bấm nút nè. Tiếp. Rồi ok, đi đào lóc đi nào mọi người. Ok, đây. Trận này tôi nhất quyết tôi không thua được mọi người. Trận này tôi liền tính nghe nói lóc lần trước còn chưa kịp núp đã chết rồi. Em chưa kịp núp là em chết rồi nè. Em sẽ đi theo cao mùi để coi cao mùi điên nào. Ui, phá mày tránh xa chị đâu. Mày tránh xa chị đó. Lava đang đổ xuống đầu kìa, mọi người lo đánh nhau này nha. Muốn đánh nhau luôn. Nè, hai người bên kia lo đánh nhau đi, lava đổ ở đầu mọi người kìa. Bây giờ mình lava xuống mọi người. Ôi lava xuống rồi, tới nơi rồi, núp. Ui, mấy bạn nhìn này, lava đang đổ xuống đầu mình luôn mấy bạn ơi. Oh my god. Ủa cái gì vậy? Núp chung anh ơi, chèm núp chung với Dịch ơi. Đổ xanh núp đây, sao sống nước cần cơ. Chèm núp chung, đỡ phải giết em. Chèm núp chung. Trời ơi, cái gì vậy? Anh đừng cho cây ở chung, cây chơi ăn gian lắm, đừng cho cây ở chung. Cho núp chung. Chơi cay không có nể nàng ai đâu anh. Được, đừng đánh em còn một cục máu à. Ok, chạy chết rồi, may quá. Lại được một đối thủ. Ê, mình chưa kịp bị lava giết là không giết mình rồi không? Bạn chết kệ bạn, chứ miễn là chết là coi như thua rồi, không nói nhiều. Lực quả táo, lực hoa quả không chừa một ai đâu nha anh. Ok, yên tâm, bạn này tự tin. Ok, mình sẽ chơi chiến thuật gọi là đặt hàng rào xung quanh để núp giống Mimi hồi nãy bạn ơi.
Hồi nãy Mimi chơi chiến thuật thông minh quá, mình sẽ bắt chước theo. Anh em ơi, Mimi. Anh em làm sao bằng tôi được anh em ơi? Mimi chết rồi kìa, Mimi chết rồi. Mimi bay màu rồi, Mimi bay màu Mimi rồi. Mimi bay màu rồi. Oh no, tôi bị kẹt ở bên ngoài, tôi không chui ra được. Nhưng mà chúng ta đã an toàn rồi mọi người ạ. Phòng này rất chật vật, để đập cái hàng rào. Tôi không biết làm sao hết mọi người. Ủa nãy Mimi làm sao hay ta, tôi không biết cách làm. Trời ơi. Ôi no, em tự đặt hàng rào, sao em kẹt trong hàng rào rồi mọi người, em chạy không được. Ôi trời ơi. No, chạy. Nhất em rồi, nhất em rồi. Đầu em rồi Phong. Chạy. Ôi chỉ còn dịch với Phong ơi, Phong ơi, còn dịch với Phong đó, cố lên. Yên tâm đi, lực hoa quả, sẽ khiến cho thịt cho anh dịch thua thôi. Không, không, cái này không thua được, yên tâm, này hứa. Bị tính rồi. Chạy ơi, chạy. Cứu tôi ơi. Sao Phong ơi, bên dịch uy tín rồi, bị chơi kinh nghiệm rồi, chơi hệ kỹ năng rồi mọi người. No, lava đang đổ trên đầu tôi, đổ xuống rồi mọi người ơi. No. Ây quá dịch ơi. Rồi, teo rồi. Yeah. Trời. Hóa ra là anh dịch chơi chiến thuật gọi là một cục gỗ phía trên đầu, cục gỗ phía dưới, dịch đứng lên bạn ơi. Trời ơi, hàng gì? Người chơi kinh nghiệm. Người chơi kinh nghiệm rồi. Hàng gì vậy? Cái okay. OK bạn ơi, vậy là coi như là ba trận đấu thì bạn có thể thấy là hình như là Mimi thắng một trận, là anh Dịch thắng một trận và Siro thắng một trận. Vậy là mỗi người trong đây sẽ được nhận một cái phần thưởng, đó chính là 3 triệu đồng nha bạn nha, rất là may mắn cho ba người vừa rồi luôn. Nhưng riêng mình mỗi thì mỗi người 1 triệu chứ. À đúng rồi, mỗi người 1 triệu là tổng là 3 triệu. Nhưng mà riêng Phong thì Phong không được đọc nào hết bạn ơi, buồn quá à, tiếc ghê luôn quá trời. Nhưng mà không sao, mấy bạn có thích series Hero cặp đôi đại chiến hay không thì nhớ bình luận cho Phong biết nha. Còn bây giờ thì Phong nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi, Phong nghĩ Phong sẽ kết thúc video này tại đây. Trời ơi, bắt chước Siro chi đập lẹo lưỡi. Mình sẽ nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy có bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bây giờ Phong đang bị chìm trong lava rồi.